nằm bên bờ con sông Hiếu. Làng Mai Xã là một trong những ngôi làng cổ truyền thống của Quảng Trị, thuộc xã Giao Mai, huyện Giao Linh. Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi cho phong cảnh đẹp, mà còn có nghề mưu sinh của nhiều thế hệ, đó là nghề cào hến. Hến hay còn được người dân nơi đây gọi là chắc chắc, có thể chế biến thành nhiều món ăn đặc sản khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, những mẻ chắc chắc kéo lên từ đại sông được chế biến thành những món ăn vô cùng hấp dẫn, khiến bất cứ ai mỗi lần qua làng Mai Xã, xã Giao Mai, huyện Giao Linh đều muốn dừng chân lại để thưởng thức. Và bên đó là món chắc chắc hay còn gọi là hến. Điều đặc biệt và thú vị là món ăn này đã lọt top 100 món ăn tiêu biểu của Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu để thưởng thức món ăn này, quý vị nhé. Vâng, em chào chị Hằng ạ. Dạ. Vâng, chị đang làm gì vậy chị? Chị đang làm hến cho khách đang ăn thôi. Chị có thể cho biết là cái nghề này thì đã gắn bó với Sa Thi Minh bao lâu rồi ạ? 22 năm rồi. Dạ, cũng khá là lâu rồi phải không chị? Dạ, thưa chị là để đến được với cái bàn ăn của mình thì là cái món này mình sẽ chế biến qua những cái công đoạn như thế nào ạ? Đầu tiên là người ta đi đại hến ngoài sông, về là mình ra mua rồi rửa ở ngoài sông luôn. Rồi về là buổi chiều về là đổ vào tháo là ngâm đến sáng mai là 4 giờ là dậy là nấu. Vậy thì chị, từ những cái mẻ chắc chắc vô cùng tươi ngon như thế này thì mình sẽ chế biến ra được những cái món cụ thể như thế nào ạ? Đầu tiên là cái hỉ này là sao phải có bên đá là xúc hến. Dạ. Còn bánh bún, bún hến thì ai có ăn bún khô thì bạn bún khô, ai có ăn bún nước thì bạn bún nước. Dạ. Bún khô là mình sao hỉ mặt hỉ này, rồi có ruốc, có đầu, có rau sống, rồi có một bát nước riêng. Còn bún nước thì mình bỏ mặt không sao quá dầu mỡ mặt tươi thế này. Dạ. Bỏ lên là đổ nước vào thôi. Dạ. Ăn với rau màu, với muối, gừng ớt, về tiêu sinh nữa đó. Theo chị thì cái điều gì để làm nên được cái món ăn vô cùng là hấp dẫn và thơm ngon như thế này ạ? Vì do cái hến này là nằm ở sống ở đây là sống có nước lợ, cho nên cái hến này là cái nước nó rất là ngọt, trong đó có thêm là gừng và tiêu sinh và đậu lạc thì làm cho cái món nó thêm hấp dẫn và ngon miệng hơn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, người dân làng Mai Xã và Giao Mai, huyện Giao Linh sống chan hòa bên dòng sông Hiếu. Nghề cào hến đã giúp cho họ có được nguồn thu nhập ổn định và từ đó nâng lên thành một nét văn hóa ẩm thực của miền quê Quảng Trị. Bún hến Mai Xã được biết đến là một món ăn dân xã không cầu kỳ nhưng lại mang một đặc biệt riêng có của mảnh đất này, đặc sản Quảng Trị.